Ừ, đúng rồi. May quá con ạ. Mà sao anh tự tiện mở thùng đồ nhà tôi? Anh định ăn cắp à? Quắt con này láo nhở? Bảo ăn cắp. Anh chưa ai. Ơ cái gì đấy? Cái gì đấy? Đây là Ngọc, con chị Thu vừa mới chuyển đến mà. Hàng xóm mới đấy cháu ạ. Đến đây á? Ừ. Có chuyện gì đấy? Đây là thùng đồ nhà em bị thất lạc. Em vừa ra thì thấy anh ấy đang mở. Không ăn cắp là gì? Cháu thấy vứt ở ngoài cổng mà không có tên tuổi gì cả nên mở ra xem là cái gì. Của cô ạ. Cô cầm về đấy. Cô cảm ơn. Từ từ đã. Đồ trả rồi. Trả lại tiền cho đây. 5 lít. Mà chủ yếu nó là tiền khám bệnh thôi. Chứ còn xóa xăm thì đây free cho. Ơ thế đây là quả xóa xăm. Quỳt. Cái gì? Con xăm ấy à? Con xăm ở chỗ nào? Trời ơi. Hình bé thôi mà con xóa rồi. Này, cái Ngọc nó xinh xắn đáng yêu như thế mà mày tả như con điên thế. Thì ra sở thích của anh là tiết lộ thông tin của khách hàng cho người khác biết à? Thực ra đây là không định làm thế đâu. Nhưng mà tiền thì không trả, lại còn chạy. Úi dồi, hôm qua hai mẹ con chạy nhanh lắm. Thật đấy, cầm lấy đi. Mẹ con đưa mang sang cho bác Toan. Đi mà. Hot Girl sang xin lỗi à? Mẹ tôi có làm gà rang mời cả xóm. Cảm ơn mọi người nay đã giúp đỡ gia đình tôi. Mẹ đúng là biết sống thế mà con gái chỉ... Ôi trời. Này nhá, anh đừng có quá đáng nhá. Nhận quà của mẹ rồi nha.